dạ lên, dạ lên, dạ lên, đó đó đó, con còn à, đó nhả rồi. Ghê ta. Ủa không, con cái bự, ủa bự ghê ta. Còn con coi nè. Cua đây nó bự. càng Nó không dây bự ghê chứ. luôn càng không dây luôn Con cua này tự nhiên nó bị gì. Ủa. rồi thế nào Cách xin hái luôn á. Dạ. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Thú Vui Texas. Tối hôm nay thì Nghĩa đang chuẩn bị đi bắt cua, tại vì ở bên tiểu bang Nghĩa sống á là nó sắp hết mùa cua rồi. Nên hôm nay Nghĩa đi tranh thủ như bắt cua với lại bắt cá nhiều, thiệt là nhiều luôn. Để hôm nay thử coi Nghĩa bắt được bao nhiêu cá với cua. Thì giờ mình làm vài cái món gì mình ăn thử. Đây là cái số cua mà Nghĩa mới bắt nè. Đây là số cua mới bắt nè. Chút nữa ra ngoài kia Nghĩa bắt thêm mớ nữa. Cũng bự lắm á. Mình con này thì mình chỉ lấy mấy con bự thôi. Thôi. Là bự. Này cũng bắt được khoảng có 10 con á. Ở trong cái thùng nữa. Hôm nay thì nước nó khá là trong luôn mọi người. Nhưng mà hơi cao, nước thấp thì nó có nhiều hơn, có không? Có không, căng dây kìa, kìa có kìa. Mà thấy cua đó. Cua bự không ha? Ăn nãy rồi bỏ lâu ăn quá trời. Đó. Đây là cua nó bự không à? Con còn nữa kìa. Bên kia, bên kia. Hôm nay nước nó hơi lớn á. Nước này lớn quá. Bên kia trời ơi, chỗ này mà đứng ngang bắt cá. Bình thường nước nó nhỏ nhưng mà nước nó khá là trong luôn á. Chút thì để Nghĩa đi nước hơi lớn chứ nước nhỏ xíu để chú Nghĩa đi đâm cá. Đi đâm cá đuối á. Hôm nay bây giờ đang nước lớn mà giờ khoảng cỡ 10 giờ tầm nước nằm này nước nó đang lớn. Ù hết cái đùi gà luôn rồi. Bên đây nè, nhiều đây khó nè. Bên đây nó cằn nè. Không? Cột đùi gà đi. Nó kéo cái dây mà căng vậy á. Cua nó ăn không mọi người? Nè nè nè. Giật nè giật nè. Giật nè giật nè. Kéo lên mọi người coi nè. Ồ. Nó ăn giết. Cua với đùi gà luôn. Cái đùi gà nó ăn giết nó không còn luôn mà. Ở đây mà thay mà không có kéo kịp á là đang hết rồi. Cái cua đây đang dữ lắm. Hôm nay tự nhiên nước lớn quá. Nước này á thì câu cá được. Chút nữa đi ra ngoài á mình câu cá. Nó có cái tàu người ta đi đâm cá đó. Đi đâm cá tàu đờ á. Any fish? Three. Three flounder? Three flounder, yeah. Oh. Oh yeah, the water's clear over here, but... Well, is it over there? Real deep tonight. Oh, it's not shallow? No, not down there. It's deep. Oh. Across the bay, it's real deep. Mấy người này thì người ta đang đi đâm cá phao đỡ mọi người. Nãy giờ đâm được 3 con rồi đó. Mà nói bên kia nước sâu lắm. Thấy cái dây mà nó căng giống vậy á là cua đang ăn rồi đó. Ở dưới chỗ đó kìa. Đó là cái đó là cái đùi gà đó. Mà nó hơi trong đó của cua đó đang ăn kìa. Đó đó đó, đang ăn đó, cái đùi gà đó đang kéo đó. Mà không biết bự không? Mình thấy cái trắng trắng đó là cái đùi gà đó. Không biết bao nhiêu con nữa. Dở lên, dở lên, dở lên. Đó đó đó. Con à. Đó nhả rồi. Ghê ta. Cua cua là. Cái cạn xanh lè ở đây cua được không nha, bự ghê chứ. lại nhiều cái đùi gà vừa ấy là nó nhả liền nó khôn ghê. Nhưng mà cái vật này vật lớn á, nó cái này nó căng nữa nè, người thấy mà nó căng á, mà nó kéo á, sao đâu mấy cái này cua nấy nó tại nó khôn thôi đó. Đây này mọi người thấy nè, mà nó hơi nước hôm nay nó hơi sâu á, không thấy thôi. Ở đây quay mọi coi. Đó 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 đó. Ui bóng con kìa. Bự. Ui bự ghê ta. Còn con coi nè. Cua đây nó bự. Nó bự ghê chứ. Càng công dây luôn. Nó bự ghê á. Cua.
gầm là khoảng cỡ 5-6 cái cần, 5-6 cái đùi gà. Đâu đâu đâu, ở cua cái, mấy cua cái thả đi mày. Cỡ đang cùi lệ, nãy mà đổ thai đó này đúng không? Thấy con cua ở đây nè. Ý à, để sẵn cái tay lên đi. Gì vậy ta? Ở con cua này tự nhiên nó bị nó bị gì? À, con cua tự nhiên nó nằm ở đờ mọi người. Bắt tay. Thôi coi tự nhiên nó đờ. Không biết tại sao, nó yếu quá rồi sao á. Hay là nó bị say. Cũng bự ghê luôn á. Càng nó rồi nó bự lắm. Khỏi gần câu. Này nghĩ đi, lấy bắt luôn, khỏi gần câu luôn. Một cua kìa. Cũng được 20 con rồi đó. Nó bự ghê. Nó nằm vậy á. Cái này á, cái cua thường á mình lo là 5 inch cái chiều, cái mai của nó mọi người, từ đây nè tới đây là 5 inch, mà cái này nó là 5 inch rưỡi. Nó 5 inch rưỡi, tắt đèn rồi đang không thấy, nó là 5 inch rưỡi, nó 5 inch rưỡi, còn chút xíu vậy, con vậy là 5 inch rưỡi, mấy con kia là dư luôn á, mấy con giác 6-7 inch á. Thì cái thước này nè, có thước để đo cái câu nãy giờ lưng cái này 2 thùng rồi đó, 1 thùng để trong khu lờ. Cái này thêm 1 thùng này nữa là cũng khoảng cỡ 40 con rồi đó, 40-50 con á. Okay. Quá bự luôn. 5 inch mình mới lấy thôi nha, chứ hồi nãy là game qua đình nó xuống nó xét á, nãy mới vô câu bị xét rồi. Nó vô là nó xét á, nó xét là nó phạt á, nên nghĩ lấy là nghĩ phải đo lại làm xong mình mới lấy được. Nhớ đổ cua này mọi người coi nè, lấy ra mới được, lấy ra đi, cái rễ này nè, mở ra đổ vô, mở ra đổ vô. Cua là mọi người coi rất là nhiều luôn á, đó 1 thùng luôn à. Chừng ơi chừng, có một cái đùa càng cua đá rất là bự luôn á. Đây nè, đây nè, trời ơi trời, người thấy cua càng cua đá nè, cách sinh nái luôn á. Mọi người cua thấy một cái thùng ga lông vậy chứ nó nhiều lắm nha, nó nhiều lắm á. Nãy giờ là bắt là 2 cái thùng giống như vậy á, tức là khoảng 2 thùng giống vậy á. Cái dây nó căng nữa nè. Ừ, nó kéo kìa, kéo kìa, kéo kìa, nó kéo kìa. À, đùi gà kìa, cái đùi gà u 2-3 con cái gì á, con còn hả? À? Thấy không, hình nước nó hơi sâu quá, không có thấy gì đó, đó, đó. Bự mày, u bự 2 con luôn, bự ghê. Rồi, bự ghê luôn, một cua nè, cua nó bự. 2 con luôn á. Bởi vì cái đùi gà kia, nhiều cái kia nó kéo nữa kìa, cái đùi gà nó kéo, nó ăn căng lắm, nó ăn đùi gà hết lẻ lắm. Cái này như đùi gà hết rồi, thấy đâu, thấy không con? Cái con gà nó thấy đèn á, nó khôn lắm, nó đèn nó nhả liền à. Con nhảy, con mà bự á là nó nhảy dữ lắm, 2 con luôn, 3 con. 2 con, có 1 con. Mấy con bự á nó nhảy, nó búng ghê lắm nha mọi người. Người vô cái vợt á là lúc nhảy ra nó giống như nhảy giật mạnh lắm hả. Cái này nó không có căng hả? À? Cái cần nó không có hả? À? Coi như nãy giờ thì vô á là mình đi ra khoảng cỡ 5-10 phút á, mình ra là nó kéo nữa. Nhưng mà tại vì nãy giờ tôi nghĩ đi qua ngoài kia, ngoài xa để tôi nghĩ câu cá, nên nó không có, nên nó ăn lẹ lắm. Cái này chắc nó ăn hết rồi nè, người thấy nó ăn cùi kiểu đây á. Thường mới ăn cỡ giống vậy là nó không ăn nữa đâu, nó ăn cái gì hết thịt rồi, nó không ăn nữa. Cua thì mình câu nó buổi tối á, câu thì nó dễ ăn hơn. Tại vì nãy nghĩ đi tuốt lúa ở ngoài kia để mà mình câu cá, nên mình mới cần câu đây. Nó ăn nữa đang ơi,
cần nó ăn lẹ dữ thì chứ nãy hôm nay nghĩ quên em thấy cái lồng. Nó ăn nữa nè. Nghĩ quên em theo cái lồng á. Chứ có cái lồng thả trong đây được rồi. Cái này nó ăn nữa nè. Không có. Không có. Thấy nó kéo cần tượng nó ăn kia. Hai con nè. Nhưng không có cái vợt á. Mình đâm được nãy mới vụt hết một con nữa. Cua ở đây là cua đực không à. Khá là bự luôn. Mấy con này thì nó dư hơn 50 nè. Cái con này vậy á, chứ mọi người thấy gì với nó là đây là như đây 6 inch luôn. Con này 6 inch. Hả? Con bên đây như đây. Mấy con cua vậy á là 6 inch không nha mọi người. Đây là số 6 nè. Đây là số 5 nè. Đây là số 5 nè. Nó là khoảng hơn 5 inch rưỡi á. Mình thấy cái tay như đây thôi. Ây da, kẹp. Kẹp. Năm hai con hả? Ừ. Con này là 6 inch á. Kẹp hả? Con này kẹp rồi mày. Mới vớt ngoài hả? Hay đâu? Ở ngoài con dưới rồi. Ở đây nè, nãy có cộng quay ăn vớt chưa? Ừ. Cái cộng quay ăn ngoài á. Ủa nãy nó ăn ngoài mà con hả? Ừ. Nãy hai con này sốt vớt cái cây xuống chạy. Ở ngoài đó nó ăn hả? Ừ. Chỗ câu cá hả? Ừ. Vậy chỗ câu cá nó cũng có luôn. Mấy con này nó dư hết rồi. Thì cái con kia là 6 inch rồi. Mấy con này nó dư lắm, nhiều lắm. À, thấy á, coi vậy chưa, năm mình nó cũng không có lớn lắm nè, không phải dây cước đó, nó kéo căng lắm rồi đó, đây đây đây, tôi quay thử coi, thấy không, rồi nó dí đó, rồi kéo đi, không thấy thì nước nó hơi đục quá mọi người, ừ, vớt lên đi, u bự ghê ta, con người coi nó bự rồi. Ra lên tới bờ này còn tham rồi thấy không? Con này bự ghê luôn á. Oh man, cua nó bự. Con cua mà cua đực á, cái càng nó bự ghê thì chứ. Thêm được ở đây 5 con nữa. 5 con cua. Hôm nay dắt bắt cua không quá. Mấy con lận? Mấy con à? Cua còn cái càng chút xíu nó cũng ăn. Bây giờ là hết rồi đó. Này kéo con càng. 4 con. Ghê thì. Bây giờ hôm nay không có cá mà có cua. Cua thì coi như là ăn là quá trời ăn luôn á. Nước nó hơi đục nên không có thấy mọi người. Đó nó kéo lên thì mọi người thấy nè. Đó. Nó bự luôn. Ra và cái nỗi mà cái đùi gà nó ăn cùi luôn rồi đó. Nó ăn hết luôn rồi đó. Mà nó vẫn còn ăn nữa. Nói 4 con là 4 con. Ra vớt cua thì chín nó rồi. Cua thì vớt có nha mọi người. Cá thì hôm nay chỉ câu được có một con thôi à. Chài cá mồi thì cũng khó lắm. Nãy giờ chài được 5-6 con rồi. Ua nó kéo căng dây dữ vậy ta. Chắc cá bậy quá. Mấy con không? Đó. Hai ba con hả? À? Con hả? À? Cua bự bự luôn à. Đây nữa nè. Cái đùi cái dây mà nó căng ra á. À, vớt thêm được nãy giờ là một cứ đi một vòng vậy á, mình chạy cá. Ừ nó khôn lắm. Thêm 3 em cua. Mấy con này là dư sai luôn rồi. Bây giờ nãy đo cái con kia xong giờ mình nhìn rồi mình biết cái con nào nó đúng sai rồi. Đây thêm được 8-9 con nữa. Từ đây bắt tới sáng chắc cũng khoảng cỡ được 3 thùng này quá. Cái đùi gà kia ngoài chắc ra chắc hồi chắc nó hết luôn rồi quá. Tại này có gắm cái đùi gà ở ngoài kia. Uống nước đi. Ở đây thêm được 9 con nữa.
Như hồi nãy là người bắt hai cái thùng lưng tới đây nè. Đợt này bắt trong khoảng cỡ 60 con á. 60 con hơn á. Bây giờ này đi ra ngoài kia nghỉ bắt cá nữa. Cái này dính nè mọi người, con cần cái nắng, nắng kéo đi em. Kéo đi mày, kéo đi, kéo đi. Lâu quay đóng kéo được cái cần nó dính rồi đó. Giật con cái. Được rồi, được không sao đâu. Dính được không? Cái cái gì vậy ta? Chuột hả? Ô. Quỷ gì? Ừ, ghê. Cá đây, cá này nhiều ghê ta. Mới quăng xuống có khoảng có mấy phút rồi dính rồi. Nhưng mà cá này nghĩa không thích. Nhấp thả đi. Nãy giờ dính được có hai con cá. Ủa, cá chấm đuôi bự quá hả? Ừ, đâu con được con gì vậy? Nè. Con này như sen trao á. Sen trao đồ bự dữ vậy? Sen trao bự vậy đó. Con này con gì vậy? Thôi coi coi. Sắc sen trao, người ta nói giống sen trao quá mà sao nó bự dữ thằng. Sen trao á, sen trao bự dữ vậy. Sen trao bự dữ vậy. Con sen trao như của tao nhỏ nhà tao không biết con trao không à. Sen trao cá chấm đuôi bự không coi coi. Thứ giấy. Cá chấm đuôi nè. Vàng thật luôn. Cá thì kép fit không à. Cua thì nghĩa ra đây gắm con cần mà dính hai ba con. Cua ở đây nhiều hơn không ngoài đây á. Ở trong kia câu nhiều quá rồi. Ở đây nãy giờ nghĩ gắm có một cái cần ở đây thôi. Nhưng cái chỗ mà mình câu cá. Cái chỗ mà mình câu cá thì nghĩ gắm có một cái đùi gà mà nó dính á. Hôm nay thì toàn là mấy con catfish này nó ăn không à. Câu nhưng mình thả nó. Con cua kìa đang ăn kìa. Con cua đang ăn kìa. Có không? Đúng rồi đó. Dở lên. Đang ăn, đang ăn, đang ăn, đang dở lên kìa. Dỡ lên rồi đó, dỡ lên nè. Không lên nữa. Đâu dỡ đâu. Ú, chạy hả mày. Còn hơn tao. Còn cái cùi, còn cái cùi lắm không, nó cũng ăn nè. Đói lắm rồi. Đó rồi hả? Đây nè, đây nè. Cái thằng gắn kìa. Còn ăn không? Dỡ dỡ đại này có. Bây giờ mới vớt thêm một mớ cua này nữa. Vớt thêm một mớ cua này nữa. Rồi ra mình lấy mấy cái cần câu vô. Thì đi về. Cá nó không có ăn nhiều. Ê, có con cua kìa. Có mày. Nhả à, lẹ thiệt. Đi một vòng ra là vớt thêm khoảng cỡ 4-5 con, 4-5 con vậy. Coi như nguyên hôm ngày hôm nay á, mình nghĩ vớt được khoảng cỡ ba cái lần giống như vậy. Ba cái lần, hai cái lần trước á, thì nó nhiều hơn. Lần này thì khoảng nửa thùng. Chắc khoảng cỡ 6 mấy con. 6 mấy con cua. Đây là số cua nãy lần nghỉ trước bắt nè, còn bây giờ mới bắt thêm mớ nữa nè, giờ đổ vô. Ôi, mà thấy cái cua lờ này mà muốn đầy cua nửa cua lờ này luôn á, nhiều lắm á. Trong đây chắc khoảng cỡ 40 con á, với lại một cái cua lờ ở bên chỗ bạn Nghĩa nữa, bạn Nghĩa bắt nữa nè, thêm một mớ nữa đó. Coi như là hôm nay là cua không à. Cua cá. Mà nó đều sai không à. Cá này đi du lịch đó. Cua này không thấy nè. Con này cũng nửa thùng á. Nửa thùng cua lờ này á. Nó quá trời nữa không. Nó lạnh cho nó sống. Lạnh giống vậy thì mình làm nó đỡ lắm. Về là nó tê hết à. Nhưng bắt được 2 thùng. Khoảng cỡ chắc cũng 70 con à. Quá trời cua luôn. Cá thì không có dính nhiều. Bây giờ cũng khoảng là 1 giờ mấy gần 2 giờ rồi, nên chắc nghĩ đi về. Hôm nay thì nghĩ bắt khoảng được là 70 mấy con cua á. Coi như nãy giờ mình nghĩ quay cho mọi người coi là hai cái thùng cua lờ đó là 70 mấy con cua á. Cá thì hôm nay nó không có nhiều, chỉ bắt được một con cá chấm đuôi thôi, chứ là một con speckled trout, phải con sen trout á, với lại dính catfish nhiều lắm. Mà catfish thì nghĩ thả hết rồi, nên mình về số cua đó thì về đó mình coi làm cái gì món gì ngon. Với lại con cá đó thì chắc ngày mai nghĩ nướng, nghĩ cuốn bánh tráng ăn thôi. Rồi, xin hẹn mọi người vào video sau nha.